네, 이거는 여름에 무화호, 또이 람백, 또이, bien, 무섭게요, 바, 육각, 육각, À, du khách.육각, Tourist. mẹ em con trai em chơi nè tiếng Hàn nè 뭐라고요? 재밌게 네. 바다에서 패들보드를 타요. 띵 가우팅백 한번 해볼게요. 아이들이 패들보드 위에 앉아서 재미있게 타고 있어요. Trẻ em something thú vị, trẻ em children and Nè then interesting. nè nè. 재미있게. 네. Not, that's all. 아이들, 아이들이 패들보드 위에 앉아서 재미있게 하고 있어요. 있어요. 위에 앉아서, 노이. 아, 네, ngồi ngồi. Đứa trẻ, những đứa trẻ hả? Những đứa trẻ đang ngồi trên ván ván chèo. Rất Bánh. là thú vị. Mà sẽ Nè. nè. Nè, Để tiếng tôi tạo nè. Những đứa trẻ những vừa để ban đều sắp 맞아요. 네네네 흡토, 재미. 예예예 팩트 재미있게 네. 네 오케이 그러면 땡볕 하나 해주세요. 네. 이거. từ từ means천천히. 네네네, 떠떠네, 천천히. 네. 네. Trời, trời thì nắng nên phải đội nón. Trời thì nắng, nhưng bắt đầu nó. Trời ha늘이 맑아요. 저희 지난 임팩토 노 그것은 임팩토 노 날씨가 좋아요? Trời thì nắng. Sunlight nên phải đội nón. Nên phải to nó Và mũ.해야만 합니다. 이게 하늘이 더워서 바이코노 코노 이 모자를 써야만 돼요? 네, đội nón, đội mũ. 아, 오케이. 네.
câu là sao nè? Một cha đình Xe soi hẹo yeah. nè. Chổi thì nắng đèn tay rồi nón mình ok để cái giỏi nghe qua nè trái bún à à sát sinh lên bún à nè nè có sát sinh lấy bài rồi rồi ok nè nè Next picture. Nè. Okay. This picture. ăn thức Đúng rồi. ừ. Ngọc. Các bà đang ngồi với nhau để làm món ăn. Các bà ngồi đến bàn ăn từ halmoni들이 앉아서 음식을 먹어요? Đang làm. Đang làm 일하고 있어요. 요리하고 Nè.있어요. 요리하고 있어요. Nè. Nè, 이거 그냥 말로 해도 될것 같아요. 쓰지 말고. 네, 제가 쓰지 말고. 예. 동배. 왜냐면 이거 화면 크기 때문에 쓰는 거 장소 안 나와서 그냥 이야기해요. 호텔 노예. 호텔 Ok. 자오 춘. 자오 춘. Trò chuyện.네, 예. 도이세 가오탱 한. This picture can be smaller. 아니에요 그냥 괜찮아요 Ok.네. 아 베트남 문화 중에서 사람들은 이 바닥에서 음식을 요리하거나 먹는 것을 좋아해요. 땡백? Tiếng Anh được không? Tiếng Anh first. English, English, English. Okay. Vietnamese, No, no, no. the I mean, I say in English. yeah, in English. I will say in English first. Okay. Yeah. On summer days, women, no. It's good to eat and make food on the beach. Is that what you아니, mean? 아니, 아니, no, 아시? yeah, no, 베트남 문화에서 문화 문화 culture?베트남, yeah, Culture? culture, yeah, Vietnamese culture, and people like cooking or eating on the floor. On the floor. Yes. Nè. 생각 뭐라고 해요? Chờ văn hóa người Việt là thích làm đồ làm và thưởng thức món ăn trên trên sàn nhà ở dưới đất ở trên sàn nhà. Nè nè Nè. nè 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 한국 문화는 상 있어요 밥상 밥상 네네 반 반앙 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 주로 반앙 사용 많이 해요 네네네네 Thế san. Đặc sản is thế san. Đặc sản mùi yếu. Tôi không밥상 có biết. là bàn table table Table.
the pool table and ban ban an ban 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 sang là bàn. Pháp xăng. Nè, pháp sang, sang. Chủ đồ pháp sang, người bạn thì sai không phải. Này. Ok. 다음, 이건 뭐예요? 이거는 그냥 해도 될것 같은데. 오. 네네, 음식. 네. Các món ăn được trang trí rất đẹp. Kép môn ăn từ khi đẹp. Kép môn ăn. Igo môn ăn. Ứng chích tư điểm gì ta? À. Với chém chém. Được trang trí. À, trang trí. À, À. Igo từ trang trí. Chọn, 이렇게 전시를 위한 음식입니다. Decorate, Chonchi, arrange, Chanchi, Chanchi. trang trí. Nè, Chan, Chonchi, Chanchi. Nè, nè. Rất đẹp. Chào mừng nhé. Yeah, make the picture smaller. Nên ok, bye. Difficult. Nè. Hàn Quốc. 음식들은 이렇게 네, 장식은 네, 장식 네, 피엔게 rất đẹp. 럭데. 장식은 아름다워요. 알았어요. bày trí. Bài trí is my maybe similar like trang trí. Nên tăng món ăn tốt bài bài trí tăng món ăn tốt bài trí để ăn nè tiếng Anh thấy Nè. bốc테이블에는 큰 접시에 새우 요리가 동그랗게 담겨 있어요. 큰 접시에는 새우 요리가 동그랗게 담겨 있어요. 디쉬 새우 빅 요리? 디쉬 새우, 똠. 첨씨 뭐야? 아, 첨씨 접시? 그릇, 그릇.
Plate, Để. oh, Plate, huh? plate, plate, dish. Big plate of dishes. Yori. Tukuroke. Không có đọc thế. Đó. À, đập, à, bọc Đây, lại ha. tôm là Thông cười ok. Plastic. The dish. Put the plastic. Từ tôm tôm No. And then put the plastic over. no, not plastic. This is the màu đôi là tôm. So màu đôi là tôm, the food name tôm. Chèo chèo yori, yori mùng Let me put it back. xích. Oh, do it. The Okay. model là tôm. Ừ. Chính thức xuyên chèo yori tôm. Mông mông tôm. Mông tôm, ám thức tôm, đồng grạc circle, the shrimp dish was put on the circle on the dish on the plate. À, không biết. Mùa lại rồi. Đúng Thông rồi cư được thế. kia. Ok. Circle, circle, Circle. circle. À. Rồi còn this. Nè nè. 담겨 있어요. And put it in. Put it Put. in. À, ok. Tôm thì. Thì. Được. Xếp vòng tròn trên dĩa to. Tôm thì tóc xếp bụng tròn chén Dĩa dạ bự. nè nè dạ ủ tô Bự. Informal speaking. nè nè bú là dạ bú. Là to, là big. Nè biết. Ok. Tôm. Tí. Tôm là shrimp. Nè. Ok. Tôm đi đất xếp. Bốn. Trong chén. Dạ. Ok. Bột. Khưng. Gò rĩa. Xếp. Vìa. Xếp. Bố trong. Tôm gọi đặc kè. Nè nè. Nè. Al겠어요. Nhé. Rồi. Nè. Ok. Nè. Ok, wait a bit. Mình sẽ먼저 think that it's Nè, I'm thinking. Người miền Nam đãi tiệc đám giỗ tại nhà. người miếng em tái thì tăng chỗ tại nhà. Tại nhà. Nhà là chip anh ấy. Ê, chip chip nhà. Chip. Nè. Một số. Hai bên thôi. Hai bên thôi. One more time. Okay. I changed the sentence.
Ok. Đây đây là bàn tiệc đám giỗ của người miền Nam. 여기는 주방입니다. 밥, 빵, 죽도 중이니남. 주방에 식사하는 곳이에요? 여기는 밥, 식사하는 곳입니다. Nè, người miền Nam, do you know? Người miền Nam. Đó. Người miền Nam, người 사람이에요? Việt Nam. À, Việt người Việt Nam Nam. saram No, no? no, no. No. Miền Nam. Việt Nam, but this is miền Nam. Miền Nam, À. mi à quốc Oh, no. su. Region. Region. Miền Bắc, À, miền Trung, à, miền Nam. Bi Nam. 여기는 남쪽 지방의 Nè,남쪽의 주방입니다. 부엌이에요. 네. 남쪽 사람. 여기 비남 남쪽 사람들의 음식입니다. 주방입니다. 뱅. 방 지방 Bàn á.지역. Table. 아, 테이블 남 아, 부엌에 있는 테이블입니다. 오케이. 네, table with food. And đám dỗ là death anniversary. Đây là Đây là bàn tiệc đám giỗ người miền Nam. Nam Trúc chiều bàn tiệc đám giỗ người Nam Trúc chi bằng nghe đám giỗ tiệc đám đám giỗ là gì? Đám giỗ là death anniversary. À, anniversary. Ok. Death. Tết, tết. Ok, tám chiều. Ok. People die. Really? And then we make the제사 음식상입니다. 여기는 남쪽 지방에 있는 제사상입니다. It's not funeral. It's not funeral. Death anniversary. 아. No. 그 funeral, no? No. It's like somebody died maybe 2 years ago, maybe 2 years ago. And now every year there's a ceremony. We call 제사. 네. Death anniversary 태행한 제사 상 네, 제사 상 means 반 책상 제사 상 means 반 so 반택 담지오 라 제사 상 또는 we call 제사입니다. 지방 뭐예요? 지방은 남쪽 맨남 À, người nữa. Saram.남쪽 지방 Saram. Ê, Saram ơi. Of. saram을 위한 제사입니다. Vi han 뭐예요? 위한 포 뇨이
Four people. For Four people? people. Cho No. Nhoi. Lộn rồi. Đây là bạn này. Ego Hangu Ohago trên biệt thự của chồng chay sao? Đây rồi. Nhui 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 miền Nam Hàm Yên. Nam chúc bên Nam chúc 사람들이 하는 tại nhà 집에서 남쪽 지방 사람들 집에서 그러면 사람 집에서 하는 제사입니다. 아니. 네, 이런 느낌? 네. 오케이. 그러면 제가 하나 해볼게요. 목가웃 갱한 테이블에는 긴 나무 젓가락이 있어요. 뭐요? 테이블에는 긴 나무 젓가락이 있어요. 나무? 그린 네네. 트리? 나무, no. 나무 젓가락. chopsticks. 테이블에 긴 나무 젓가락이 있어요. 아, scissor 나무 no, no, scissors. 그건 가위. 젓가락. chopsticks. chopstick 아, 로고 네네. 테이블에 젠반 고아 다이 두 자이 고. 젠반 Đó, wooden.예 Wooden나무 yes chopstick. 예 나무 우든 예 아, 아, 네. long wooden chopsticks there are long wooden chopsticks on the table. Why not sang? Same. Yeah, sang. Yeah. Yeah, Sang sang. nghe. Yeah. 상에 긴 나무 젓가락이 있어요. Một đôi hả? One pair or nhiều? One pair. 그냥 보통 한국 젓가락 하면 one pair를 뜻해요. 젓가락 있어요. 젓가락 드세요 하면 띵안 하면 a pair of chopstick 하지만 그냥 한국은 젓가락 하면 똑같이 띵백도 그렇지 않나요? Có một đôi đũa. đôi một đôi đĩa Gỗ. gỗ Đây đũa gỗ dài hả? Trên bàn. nè Up up nào, get. nè chân bình cứ gỗ là젓가락이에요. Gỗ là namu. à gỗ나무 유아 젓가락 Wood. à gỗ u dài kín à 유아 là 젓가락 Nè.네네 오케이 Đôi là pair. pair một đôi 유아 오케이 네, 알겠습니다. 이거 한번 해봐요. 아마 쉬워서 그냥 해도 될것 같아요. Friend one, me and friend two and Cindy. 안녕, 사라. 다음 여행지로 어디로 가볼까 생각해봤어? 프렌, 안녕. 네네. 알렉스. 아테스. 네. 아, 알렉스. 네. 당연히 몇 군데 여행지를 검색해봐요. 이번에 해본 휴가 어떨까? 어떨까? 네, 좋아. 어떤 해변이 생각나?
Hey, bon là beach, right? Bien là bien, bien. Biển đúng rồi. Ừ. Talina. Một đi bư cắt thân cụt si ọt đẹp.둘다 완벽해 보여. 내가 해변에서 휴식을 선호하니 수상 스포츠도 시도해 보고 싶어. 나는 완전 후식은 원하지만 스노클링이나 서핑도 해보고 싶어. 너는? 나도 그래. 해변가에서 쉬면서 수류를 즐기는 것도 좋지. 너의 여행 버킷리스트에 꼭 가봐야 할 곳이 있니? 당연히 파리에 샤원을 보러 가고 머리 위에 맑은 바다를 탐험해 보고 싶어. 너는? 아, 나는 발리의 타나롯에서 일몰을 보고 몰디브의 오버워터 빌라의 럭셔리를 경험해 보고 싶어. 잊지 못할 여행이 될 거야. 정말로? 계획을 세우고 함께 놀라운 추억은 만들기를 기다리게. 출발해볼까? 네. 자오, 사라. 반다니 덴 노이 덴디종 추엔 유릭 제페 추어 Chào Alex, chắc chắn rồi. Tôi đã lướt qua một số điểm đến. Bạn nghĩ sao về việc đi nghỉ dưỡng biển lần này? à ai yeah ai ai ra à Bạn nghĩ đến bài biển nào cụ thể? Tôi nghĩ có lẽ Bali hoặc Maldives. Cậu nghĩ sao? À, ta hãy đưa tuyệt vời tôi chưa từng đến nơi nào cả. Vì thế tôi muốn từ một cuộc phiêu lưu các chiếc chú dân trên bãi biển hay từ các môn thể thao dù chơi nước Tôi thích thư giãn, nhưng một chút lặng ngắm san hô hoặc lướt sóng cũng không tồi. Còn cậu? à cũng giống như tôi thích chuối thì cô sư khăn bằng chú nhì ngồi bên bên bộ biển và cô chuột cảm giác mạnh mẽ cô bác kỹ dạ chim nào trên danh sách tam quan của bà không Chắc chắn rồi. Tôi luôn muốn thăm các ngôi đền ở Bali và khám phá những vùng biển trong xanh ở Maldives. Còn cậu? tôi đã từng mẹ mỗi buổi căn phòng hôn tại Tanah Lot ở Bali và trải nghiệm sự sang chung qua các viết từ chân núp ở Bali. Đó sẽ là một chuyến đi cầu quen. Chính xác. Tôi không thể chờ đợi để bắt đầu lập kế hoạch và tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời cùng nhau. Chúng ta bắt đầu đi nào. Nè. 이거 TNG 한번 한국말로 바꿔볼까요? The Vietnamese are quite 아, 예, 이거, 그러니까 조금 unnatural한 거, natural하게 얘기해봐요. Ciao, Sarah. Bandani, denda, noi, dejing. 안녕, Sarah. 너는, 나니, 생각해 봤어? 이거예요. Den, noi. 어디 갈지? 네, 니야 좀 주엔 유릭 제 좋아 어디 갈지 유릭 탭조 주태야 탭테오 뭐예요? 다음에 다음 여행. 네 어디 갈지 다음 여행 어디로 갈지 생각해봤어? 생각 봤어?
네, 저 알렉산 형 짝산로이 정말이지. 그 맞아 이거예요? 짝산로이. 당연히. 당연히 짝산로이. 오케이. 또이다 룩 나는 룻과 모소지엔 젠젠뎀. 젠뎀 하면 지역이에요? 지역 안에 destination. 네, 목적지, 목적지. 목적지로 나 search but 찾아봤어. look 룻 look 그래. 만 오케이, 능망 저 검색해봤어, 찾아봤어. we should 사우니야, 니 생각해봤어. 베베티니 주옹 비엔 란나이 바닷가로 가면 어떨까? 룻망. 오케이. 인터넷 네네네, 룻망. 바다로 가면 어떨까? 써니 니 생각했어. 백 니니 룽 벤 니만니아써아백 디니 용 비엔 란 뭐예요? 비엔 란? 아 이번 이번엔 바다로 가면 어때? 아이자 뭐예요? 아이자? Nothing. Just expressed. 오와 이런 거예요? 와 네. 아이자 많이 된 바이비엔 나오 구체적으로 어디를 가려고? 무슨 바다? 무슨 바다? 무슨 바다? 네, 나오 무슨 바다? 어느 바다? 도니스 폴레 말리호 말디브 발리나 말디브 생각해 봤어. 다우니 사오 네 생각은 어때 이거예요? 이 생각은 어때? 가오니 싸우 까하이 뉴 추월 보이 두 군데 다 좋아 이거예요? 하이 두 장소 발리 앤 몰디 뉴 추월 보이 두 군데 다 좋아 다 좋아요. 또 좋아 등된 노이 나올까? 어디를 갈까? 또 추와 퉁 뭐예요? 이 투어 곧 난 네. 한번간게 없어요. 아, 간적 없어. 또 추와 퉁된 노이 나올까? 밑에 도몽 그래서 대 도몽 그러면 토는 나예요? 또 도몽